xung quanh toàn là biển chứ không thấy đất liền. Nói chung thì biển ở đảo Phú Quốc em lên ra cảm nhận thì lặn quá ok luôn chú chị ạ. Lặn có ăn cho nên em ở đảo hơi lâu thì ngày lặn của em Linh cũng như là gọi là thốc ở đâu một câu theo đấy cô chú chị. Cái chỗ nào mà có thì anh em sẽ bám biển nó làm, còn khi mà biển làm mà ít thì anh em sẽ di chuyển đi chỗ khác cũng như là về quê hoặc là tới xã khác tỉnh khác làm. Nói chung chỗ nào có hải sản thì anh em cứ tới đó mà là lặn thôi. Em Linh mới nhảy xuống thì thấy nước khá là trong luôn. Đó cô chú anh chị, nhìn xuống là thấy đất dạng luôn nè. Để em lấy nước gương ra rồi em xem coi nước được bao nhiêu sải tay của em nha. Nó từ phía đất lên trên mặt nước thì khoảng 4-5 sải tay của em Linh thôi. Đây nhìn lên thấy mây ghê luôn nè cô chú anh chị. Nước rất là cạn luôn. Em tưởng đâu ra 8 hải lý thì nước độ sâu lắm chứ, không ngờ ở ngoài đây cũng nước rất là cạn. Chạy đến đây thì em phát hiện có một con sò ngao, gọi là sò ngao đồng tiền này. Loại sò ngao này thì rất là ngon luôn. Em lại bắt được một con sò ngao đá tròn nữa. Đây đây cô chú anh chị, em mới chạy đến đây thì phát hiện có một cái giòi của con sò ngao tô. Ở quê em gọi là sò ngao bung nha. Wow, con này khá là to luôn nè. Nhìn quá hấp dẫn luôn cô chú anh chị. Rất là to luôn. Cô chú anh chị có xem video nhớ cho em một like cũng như một đăng ký kênh và nhấn chuông theo dõi để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh em Linh Thợ Lặn nha. Em Linh chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong những ngày qua đã luôn luôn ủng hộ kênh của em Linh. Phía bên đây em Linh lại tiếp tục bắt được một con sò ngao bung, còn gọi là ngao tô. Đây nè cô chú anh chị, con này thì cũng không có to lắm. Một con sò đẹp xếp nữa nè. Đó em lại gặp một con sò ngao đá, còn gọi là ngao hai còi. Con ngao hai còi này thì nó nhỏ quá, em Linh sẽ không có bắt. Em Linh sẽ thả nó xuống dưới đất lại thôi. Em chạy đến đây thì gặp một cái giòi của con sò ngao đá. Em tưởng đâu là con sò ngao bung. Em quạt lên để cho cô chú anh chị xem cho hấp dẫn hơn. Nhưng không ngờ quạt lên cũng có được hai con sò ngao lũ luôn. Là một con sò ngao đá tròn này. Đây có một con sò gì nó nằm trong đây nữa. Em mới quạt thì thấy nó xịt cái giòi ra. Wow, thì ra là một con sò ngao bung nữa. Em tưởng đâu là con ngao đá không chứ. Wow, chỗ này được 4 con sò luôn nè. Có một con sò ngao này em tưởng đâu con sò ngao lụa. Con ngao đó thì thương lái họ không có mua, chỉ một con sò ngao lụa đây nè, 40k một ký. Con sò ngao đá tròn này thì 50k. Sò ngao bung này thì 70k một ký. Đây em Linh lại bắt được một con sò ngao bung nữa. Quá hấp dẫn luôn. Bên đây có một con sò điệp xếp khá to nữa nè. Phía bên này thì có mấy con giùm này rất là nguy hiểm. Em bị chúng nó đâm hoài luôn á. Đâm rất là nhức luôn. Wow, bên đây em gặp một con ghẻ nè. Không biết con ghẻ gì nữa. Wow, thì ra một con ghẻ xanh. Ghẻ xanh còn gọi là ghẻ so. Con này thì em cũng thả thôi. Em cũng không có bắt ghẻ đâu.
Quỳ ghỉ ở đây rất là dễ luôn, 106-107k một ký thôi. Đó, bên đây em bắt được một con sò ngâu bung nữa này. Sò ngâu bung em thấy cũng có dấu á cô chú anh chị. Hồi nãy giờ bắt cũng được khoảng 4-5 con gì đó rồi. Đây một cái giòi của con sò ngâu bung nữa nè. Hy vọng hôm nay anh em sẽ may mắn bội thu sò ngâu bung khá nhiều nha, để anh em có thêm thu nhập cao hơn. Đây con ngao tròn này nè, đặc biệt là thương lái họ không có mua nên em không bắt luôn. Phía bên này em gặp một con sò mai sọc nữa nè. Đây cô chú anh chị, em mới quạt ra bắt một con sò tu hài. Loại sò tu hài ở điểm 8 hải lý này thì thường nằm trong những cái cục đá sỏi đất sét này, nó làm hang luôn, rất là khó bắt. Có nhiều con em quạt lên mà thấy nó dòi mà bắt cũng không được luôn, vì nó làm cái hang nó nằm hẹp trong đó nên bắt khó lắm. Wow, em bắt được một con sò ngâu bung và một con điệp xếp nữa nè, quá đã luôn. Tiếp tục em Linh lại gặp một con sò tu hài khá là to. Đây rồi, quá hấp dẫn luôn cô chú anh chị ơi. Em Linh lại bắt được một con sò ngâu đá tròn này, khá là to. Có một con sò léo còn gọi là sò dẹo và một con điệp xếp nữa. Đây đây cô chú anh chị, em phát hiện có một con ghẹ nữa, mà không biết con ghẹ so hay ghẹ nhàng đây. Wow, thì ra một con ghẹ so nữa. Thường là em lặn vùng biển đảo Phú Quốc em ít bắt ghẹ lắm, chủ yếu là bắt lên quay cho cô chú anh chị xem thôi. Con ghẹ này cũng có trứng, em cũng không bắt luôn. Giờ thả nó thôi cô chú anh chị. Wow, thả nó thì nó không chạy mà nó chạy vào chân em luôn. Em Linh đang bắt được một con sò léo khá to, thì nhìn lên thấy một cục dạng hết hồn luôn. Wow, cái cục dạng khá là to nha. Tại thường thường là em lặn cũng ít gặp dạng lắm, nhưng hôm nay gặp dạng thì cũng chưa có quen lắm nên nó hơi mất hồn một chút của chú anh chị à. Em Linh chạy tới đây thì phát hiện có một cái mánh của con sò ngọt giăng cưa khá to luôn. Wow, một con ngâu bung nữa. Đó, con sò ngâu bung này thì không hiểu sao nó nằm trên mặt đất luôn. Em Linh lại bắt được một con sò điệp xếp này. Đó, phía trước một con nữa. Em Linh lại gặp một cây san hô. Đó, san hô này không hiểu sao nó bị ụp lại luôn. Em phải trở lại để cho nó có sự sống thôi, chứ ụp như kiểu đó là thiết nó sẽ chết. Bên đây em gặp một con sò ngâu bung nữa nè, em quạt cho cô chú anh chị xem hấp dẫn hơn. Con sò ngâu bung này nhìn khá là to nha. Đó, quá đã luôn này. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy rất là to luôn nha. Bắt được con sò ngâu bung to, cầm vô cái tay nó đã lắm cô chú anh chị à. Em mới chạy được một chút thì phát hiện có một con sò ngâu bung nữa. Đó, để quạt ra cho cô chú anh chị dễ hình dung hơn. Nó nằm trong những cái kẽ đá nè. Đây cô chú anh chị, một con tu hài nữa. Đó, cũng nằm trong kẽ đá luôn. Những con như thế này thì dễ bắt, còn có con nó nằm mà sâu á thì khó bắt lắm, cũng phải đành bỏ tay thôi.
em định lại bắt được một con sò ngọt văn cư. Sò ngọt văn cư điểm này thì cũng ít lắm cô chú anh chị, lâu lâu thỉnh thoảng một con thôi chứ không có nhiều. Đây một con sò ngao đá tròn nữa này. Wow, một con sò ngao bung nữa. Những cục đá san hô này mà nuôi cá kiển trong hồ kiển là rất là tuyệt vời luôn này, rất là đẹp luôn. Em định lại tiếp tục gặp một con sò ngao bung để quẹt lên cho cô chú anh chị xem. Đây, wow, con này cũng khá to này. Đó, quá đã luôn. Dưới cái hang con sò ngao bung này á, luôn luôn có một con nhum sọ. Để em bắt lên cho cô chú anh chị xem nha. Chỗ hang con sò ngao bung, 10 con sò ngao bung thì có 9 con nhum sọ này rồi. Nó thường là nằm chung, cũng như là một cái hang con cá thòi lòi mà lúc nào cũng có con tôm mà để dọn dẹp hang đó, vệ sinh hang đồ đó cô chú anh chị. Em Linh chạy đến đây thì phát hiện có một con sao biển khá là to luôn. Đó, con này khổng lồ luôn nè. Trời ơi, quá là to luôn. Để em đo thử được khoảng 2 gang tay của em Linh không nha. Đây, 1 gang, 2 gang tay. Wow, chiều dài khá là dài. Còn cái bụng nó này khá là to luôn. Con sao này mà nhìn về chân kiển treo trên tường nhà thì rất là đẹp luôn. Đây đây cô chú anh chị, em đã phát hiện có một con ghẹ nữa này. Không biết là con ghẹ so hay là con ghẹ nhàn đây. Wow, thì ra là một con ghẹ so. Con ghẹ so này có trứng rồi. Nói chung em bắt lên quay cho cô chú anh chị xem, rồi em cũng thả cho nó về mọi chuyện tự nhiên lại thôi, để cho nó sanh nở. Thank you.
Chạy tới đây thì em thấy có dấu sò ngao đá tròn đây. Em mới bắt được 2 con, thì tới đây bắt được 1 con nữa. Wow, 1 con nữa nè. 2 con nằm cũng tương tự sát nhau luôn. Em Linh phát hiện có một cái giòi của con sò ngao tô này. Đó, nó nằm sát cái cục giảng này luôn. Để em quạt lên cho cô chú anh chị nhìn cho rõ hơn nha. Đây cô chú anh chị. Wow, khá là to luôn này. Con sò ngao bụng này thì nó nằm rất là khó bắt nha. Nó nằm kiểu nó làm hang á. Để xem còn con nào xung quanh đây không. Có một con sò ngao lụ nữa này. Em Linh thấy một con cá mú quạ. Nó đang chạy vô hang này. Để em quay cho cô chú anh chị xem lâu lâu một chút nha, cho hấp dẫn hơn. Giờ em lấy tay em bắt nó thử. Tại thường là lặn ở đây cá với lại ghẹ thì em ít bắt lắm. Em chỉ quay cho cô chú anh chị xem thôi, chứ thật ra em không có bắt đâu. Con cá mú quạ này thì cái hang nó có hai miệng. Em thọc tay vô để bắt nó, nhưng mà nó chạy qua cái miệng hang bên đây. Đó, nó chạy ra cô chú anh chị. Nhưng mà em sẽ không có bắt nó đâu. Chạy đến đây thì em thấy dạng với lại san hô khá là nhiều luôn, mà đẹp nữa. Đó, có một con cá nàng đào. Đây, nó chạy khá là đẹp luôn này. Cá nàng đào đây thì em không biết cái tên nó là tên cá nàng đào gì nữa, nhưng nó cũng là dòng họ cá nàng đào luôn. Chạy tới đây thì em Linh lại bắt được một con sò ngao bung nữa. Wow, đây một cái mánh của con sò ngao bung tiếp đây. Đó, quá hấp dẫn luôn cô chú anh chị. Hai con nằm cạnh nhau luôn. Tiếp tục em Linh lại gặp một con sò ngao đá tròn. Đây đây, phía bên này em gặp một cái giòi của con sò ngao bung nữa này, còn gọi là sò ngao tô. Đó, quá tuyệt vời luôn. Hấp dẫn luôn cô chú anh chị. Chạy đến đây thì em thấy có nhiều hải sản đắt giá này. Để xem xung quanh đây có con sò ngao bung nào hoặc con ngao đá nào nữa không. Đây, em bắt được một con điệp xếp nữa. Wow, một con sò mai sọc. Lại tiếp tục điệp xếp nè cô chú anh chị. Nói chung là điểm này điệp xếp nhiều lắm, nhưng em ít quay thôi. Em đang bắt một con sò ngao bung. Wow, con sò ngao bung này khá là to luôn này. Gần bằng cái chén ăn cơm của mình luôn đó. Đó, wow, quá đã luôn. Đó, nhìn chất lượng nha. Bóp vô cái tay nó đã gì đâu á. Hôm nay anh em sẽ trúng đậm bội thu cho cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị xem hết video để biết bội thu của anh em lặn sau một ngày được bao nhiêu nha. Bên đây em lại gặp một con sò ngao đá tròn này. Chạy đến đây thì em gặp một con hải sâm gai khá là to luôn. Hải sâm gai điểm này thì ít lắm, nhưng mà rất là to nha. Đó, nhìn quá chất lượng luôn, nhưng mà thương lái họ không có mua. Nói chung là em cũng không biết chế biến loại hải sâm gai này nữa. Em cũng có nghe một số anh em ở tại đảo Phú Quốc luôn nói hải sâm gai này chế biến ăn được nha, nhưng mà em không biết cách làm. Wow, bên đây có một cái cây gì đây khá là đẹp này. Có một con sò điệp xếp nữa. Đây, 2 con 3 con. Wow, chạy tới đây thì thấy điệp xếp cũng khá nhiều. Điệp xếp này mà nướng mỡ hành ăn thì y bài, hoặc là nấu cháo ăn cũng ngon. Đó, một con nữa này. Wow, cục dạng này có 3 con luôn. Phía bên đây nữa, cái cục san hô này khá là đẹp nè cô chú anh chị này. Cục này mà nuôi cá kiển là y bài luôn, rất là tuyệt vời luôn. Đó, em cầm lên nó dài kiểu này nè, dễ để vô hồ luôn nha. Để vô hồ là tuyệt vời luôn đó.
Nếu cô chú anh chị nào thấy cục dạng này đẹp thì nhớ cho em một like nha. Phía trước em Linh thấy có một con sò ngâu bung này, không hiểu vì sao nó nằm trên mặt đất luôn. Con ngâu bung này nhìn nó cũng già rồi cô chú anh chị à. Cái vỏ của nó cũng bạc màu hết rồi nè. Đây đây, phía bên này có một cái mánh của con sò ngọc dân cư nữa này. Đó, con sò ngọc dân cư điểm này thì con nào con nấy rất là to, ú nù luôn. Nó sò ngọc dân cư cỡ này là to lắm rồi cô chú anh chị à. Chứ nó không có to nữa. Lúc này cũng là giờ cao điểm, anh em Linh nghĩ đã chạy vào bờ bán hải sản. Em Linh cũng chạy về dây tiêm luôn. Bây giờ tóm giật sò vào để chuẩn bị lên thôi. Em mời tất cả cô chú anh chị theo em lên trên ghe để xem thành quả bội thu sau một ngày nha. Đây cô chú anh chị, ca đây lên anh em chạy vào bờ luôn. Đầu tô này, ốc châu. Đây thì nằm dưới hang không à, nằm dưới kiểu cá ấy, nằm dưới đất sét luôn, chắc là cứng. Đổ đổ vô đây, sò ngọc dân cư điểm ở đây thì rất là to luôn nè. Ngâu đá tròn điệp xếp ở đây thì cũng nhiều lắm cô chú chị à. Em ít quay xếp đây, nước mỡ hành ăn cũng ngon lắm, ăn ngon lắm, nhưng mà to luôn. Rồi để phân loại hết rồi sắp xếp sò lại, em sẽ quay thành quả bội thu sau một ngày của mấy anh em lặn như thế nào nha. Rồi em Linh mới thay đồ khô ra luôn, nói chung thì cởi đồ lặn biển ra thì thấy con người rất thoải mái luôn. Giờ mặc đồ khô vô thì ấm áp bớt nè. Vậy quay lại thành quả bội thu cho cô chú chị xem nha. Phía bên này thì em Linh với lợi cháu Thắng được một xô ngâu bung, còn gọi là ngâu tô này. Cháu Thắng bắt được ba con sò ngọt này, còn gọi là sò dương, khá là to luôn. Điểm 8 hải lý này thì hải sản đồ đất cá thì nhiều, có con ngao hai còi này. Sò liếu được nhiêu đây, em đỡ cho Thắng. Bên đây này điệp được 2 xô. Điệp đây quê hương em gọi là điệp xếp, có nơi gọi là điệp quạt. Đó, một xô đây, đỡ xô đây, 2 xô. Còn sò cò đó em gọi là sò ngọt dân cư này, được nhiêu đây, khoảng tầm 3 kg. Sò cò điểm này thì ít lắm. Em kêu sò ngọt dân cư nhưng mà ở đây kêu sò cò nó quen á cô chú anh chị. Rồi lộn qua lộn lại á, mong cô chú anh chị hiểu thông cảm cho em. Ở đây ngâu đá tròn, hai chú cháu cũng được gần 2 phần xô đây. Sò điệp của này con tiếng đồ to, có hào bao luôn. Bao đây quê hương em gọi là sò diễm này, có được như đây. Sò léo con tiếng được như đây. Đây một vị tù hài đây của em lựa cháu Thắng, tầm khoảng ký mấy à. Sò tù hài hôm nay cũng ít. Còn ngâu đá tròn của tiếng đồ con nữa nè. Quý bà này sò ngọt nhân cư với lại sò viết lông rồi nè. Sò
10 kg á. Nói chung hôm nay thì anh em đạn cũng ít hơn hôm qua. Rồi đây anh em cũng thay đồ khô ra để sửa soạn những cái giòi dây lặn, rồi xong bắt đầu chạy vào bờ bán hải sản. Em Linh cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem hết video của em Linh. Em Linh cũng đã chia sẻ lặn biển sau một ngày bỏ tù của mấy anh em. Giờ thì em Linh cũng xin tạm ngưng video tại đây luôn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video mới nhất. Nhớ cho em một like cũng như một đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất từ kênh Em Linh Thợ Lặn nha.